Hello, xin chào cả nhà nhé. Hôm nay thì sau 5 tháng nghỉ hè, con mình đã trở lại trường. Thì hai vợ chồng mình đã tới chỗ của con mình rồi và đang chuyển đồ đạc cho nó xuống. Mùa hè thật là nhanh. Bây giờ ông xã mình đang bỏ đồ xuống cho nó này mọi người. Đang chuẩn bị vào phòng moving cho anh. Wow, ở chỗ CND này họ đang tổ chức cái air show này, mà họ bay ra tận chỗ trên đường 2427 sao này, trên đường đến nhà chị mình. Wow, đẹp quá. Có mấy cái họ đang bay nẻ tẻ này. Bắt tay. Bin ngoan nhỉ. Bin ngoan tí. Nhẹ. Bắt tay. Nhẹ. No. Nhẹ thôi. Mày ơi. Mày ơi. Bin ơi Bin. Bin à. Bin đẹp trai. Giờ ngoài bác ra xem các hot boy đang làm việc này mọi người. Hôm nay trời cũng khá là nóng luôn. Đưa con đi học về thì ghé bạn đi luôn. Trời cũng khá nóng. Được mấy ngày trời nóng đẹp, nắng đẹp. Nó quét hả? Ồ, sợ đi. Ta nhẹ thôi, vuốt đầu này. Vuốt đầu nhẹ thôi. Nó vuốt đầu nó nhẹ. Dân thầu thôi. Mày ơi, vuốt nhẹ. Hai Bin. Mình xin cái. Hai Bin. Cái gì đấy? Hai Bin. Hey Bin. Sticker, move. Bắt tay nào. Bắt tay. Bin. Này, mày ở chơi Bin này. Chơi nhẹ thôi. Chơi mạnh con Bin nó cắn. Cái gì đấy? Quét hả? No, chú quét hả? Quét. Mèo, say hi đi. Hi Bin. Mèo, say hi Bin đi. Mèo. Yes. Ok, nó đi lên đấy à? Maybe. Ở trên đấy giờ chúng nhiều đứa trẻ chứ. Đang đãi vàng nè. Chiến. Đãi vàng.
còn bà là nông dân chính gốc. Nó có cái hộp kia kìa, hộp nhựa kìa. Chị Ngọc lâu quá thì ăn con mít này. Xong cứ đổ luôn đầy đi, đổ cho sao thôi. Cứ đầy anh ai đổ. Đầy. Ngon mà. Ngon đấy. Nó hơi nhạt mà ngon. Nó giòn. Nó giòn. Để thì cứ xương cứ đầy mang ra đây đổ. Vịt nấu à chao ngon quá. Ngồi ra bên đây. Ngọc bên đây. Em Ngọc đây nè. Ngọc với cả ông Tuấn. Cho Tuấn nấu sang không? Nấu sang đâu? Tuấn đi nấu đầy lâu. Chắc là sang. Nấu sang. Nấu sang. Đi Ngọc vào đây bà cái thằng. Chị đi cho vui không? Vui. Rồi, cứ đấy thì em chưa ăn đâu. Ôi giời, mất tiện quá, mất tiện quá. Mất tiện cực kỳ là mất tiện. Thời gian của mình nó quan trọng đấy chứ. Vô nhà lấy đồ bút bút nước này. Lấy cho này, chị lấy. Mình nghĩ người cái thời gian quan trọng lắm. Bây giờ đi chợ. Thôi, hôm nay, uống rượu, cái gì nên chất sắt, chẳng thấy đâu về, cho thêm hai viên ai vìu, nhức đầu quá. Hả? Em về em nhức đầu. Ăn đi. Em về em tự nhiên em mệt cho em tự nhiên cất tiếng gãy ông Tuấn đập cho vào đầu thế ngủ rồi đến thức đến sáng. Ông gãy quá nó không ngủ được nó đập đầu. Ông đi chơi 3 hôm không ngủ được cả 3 đêm. Ông đập cho cái thế. Đúng còn Hồng nhà này nó đi chơi nó không ngủ được. Trông người như cá mắm. Em đi chơi ngủ không ăn không ngủ được. Không ăn nó nạ giường không ngủ được. Thế mà đi ba cái hôm ấy khó ngủ mà các bà ấy gáy thì thôi rồi. Trời ơi, làm bà nó đấy nhiên. Bà nào gáy người ta gáy à? Gà là mình gáy à? Mình ngủ mình không biết thôi. Mình gáy luôn đó. Mình gáy mình không biết thôi. Nhiều lúc em không thấy không? Gáy, anh có gáy, anh đừng nói. Gáy mình không biết đâu. Gáy to lắm. Biết là bọn anh bị ăn là chì ấy, gáy không biết đâu. Bị mũi, bị kiểu như bị viêm xoa đấy. Ngủ mùa đấy. Em mùa cho đó. Con năm cái 2008 đi làm mệt quá về gáy không biết mà con ngủ mẹ đâu làm sao đấy. Mẹ gáy kêu ô tô nó lẩu. Dạ. Đúng rồi. Con nhông nghe nó đau đấy. Anh ngủ lên gáy con Hồng nó chịu anh để ngủ riêng. Trời ơi gáy như là mọi đò. Nó bảo con ngủ cũng không ngủ được. Mình gáy ồ ồ. Yes. Không phải. Mấy người gáy khó ngủ lắm. Cái vấn đề này gì? Mình gáy ngủ mình không biết.
cái người cái đĩa cái lần xương xong để các bạn này khó đờ. Lúc nào cũng khỏe mạnh này, tôi ngủ được này, ok này, chỗ đỏ không đỏ đâu, đây đấy, ok, đây ta để đây chỗ đỏ đỏ đâu, ăn đi. Vô tư nói buổi tối mà ngủ được, sáng sau dậy đúng là xưa. Khỏe. Già lắm anh ơi, không ngủ được, già lắm. Đúng rồi. Chào có mắm rừng nhá. Trời em á, em chỉ cần buổi trưa mà cần ngủ 10 phút thôi. Cả đêm em trần trọng. Này. Cả nhà như tôi cứ 9 giờ. Không. Đất không thì giống như người dưng nước nã chị đúng không? Có cái gì đâu. Có đồng nào thì cho đồng đấy. Đúng rồi. Đồng cho thôi, thực ra. Hôm sang không quan hệ là chỉ là hôm kiểu mãn tang đấy. Nó ra ngoài này. Bảo năm. Không, với kiểu như là người mình ở sống ở bên nước ngoài thì mình thoáng, chứ ở Việt Nam họ là họ không có muốn nhìn mặt đông. Dạ. Tại biết làm sao, tại vì là bà cướp chồng của bất dạ. Chúng tôi mất cha đúng không? Trong, mình thì mình mình thoáng, mình ở sống ở đây thì mình nghĩ là đã bình thường thôi, chứ còn sao quan trọng lắm. Tại sao mọi người phụ nữ cướp chồng? Tại sao không đủ thừa mấy ông đi? Mấy ông mê gái mà bỏ qua. Đủ thừa mấy bà. Cuối cùng là bà thiệt bị thiệt thòi. Ông nói rồi, ông nói lúc ông bà kia hết rồi. Có ai lấy dao mà chỉ cổ ông mà lấy tao không? Ông bảo cho cái dân Bắc họ không thích dân Nam. Ra đây không ai lấy tôi hết, tôi không có lấy được vợ. Thì ông xạo vậy thì ai xạo, ông chưa ông nó phét thế thì ông lấy bà. Em hỏi chứ có ông nào có ông nào mà đi lấy vợ đời đời nói thật thà đâu. Kết ra Bắc mấy chục năm mà ông chưa lấy được vợ, vì người gái ngoài Bắc không lấy ông được. Ông nói vậy bà bán nó với chị mà. Vâng. Nhưng bây giờ này này. Bây giờ nó nói thẳng cái ngày xưa còn đàn bà còn sợ vợ người ta đánh em, bây giờ nó còn chơi ngược lại. Đúng rồi. Đúng rồi. Nó bỏ chồng mình ra. Ngược lại nó còn chửi mình, nó còn chửi là mày có chồng mày không giữ. Không biết giữ. Không biết giữ. Không giữ được. Để đấy. Mà phải chịu. Vừa thôi chị ơi, như này vừa ngon, như này vừa rượu đỏ uống ngon hơn, nhưng mà nhưng lại xè quá rồi mới thăm vừa nói gì thăm nhưng nói gì thì nói gì thì nói chưa chuyện Nguyễn Ngọc Hạ buổi sáng mấy thằng già về Việt Nam ấy vợ trẻ cuối cùng bị nó lừa hết một loạt. Ai ăn không bảy ăn được không? Nó lừa là chắc chắn rồi, già nó lấy già nó lấy cái gì cái gì tiền thôi chứ đúng không? Lừa hết rồi, bán nhà bán cửa mang ví hết tiền thì bắt đầu nó tìm chắc chắn rồi. Thế à? Có thêm chao vào nhá, ngọt cái lấy chao nữa cho cô. Dạ hơi ngọt. Dạ. Có thêm chút chao vào. Lấy hơi bị ngọt. Lấy có một mình đổ hỏng xong có đi vi xem may ra mới xuống mua đi vi cho cái nào ấy tẩm cay cho nên ngồi cái được. Mình cứ coi làm vật du thuốc đến 9 giờ đi ngủ, sáng dậy 4 giờ đi làm. Diễn ơi, rất là sung sướng. Nhưng mà 9 giờ là start ngủ, ngồi tôi. Xin chân thành cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian ra xem video của Thoa Canada. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye!